Hello, xin kính chào các bác và toàn thể anh em nhé. Quay trở lại clip tiếp theo ngày 20 tháng 2 năm 2021. Vâng, điện tử Tám Hoa xin được tiếp tục giới thiệu test thử một cặp loa bãi Mỹ. Vâng, trước mặt các bác và anh em đây là một cặp loa bãi Mỹ. Cặp loa này có tên JBL. Đấy, cặp loa JBL và cặp loa này có cái mã là SF25. Và với cấu hình loa được thiết kế 2 bát 40 kép, 2 bát 40 kép và một mid ép kèn này. Bát này sở hữu từ 16 côn 63 các bác nhá. Đấy. Vâng, với cái mã SF25 JBL thì cái thông số chiều cao của thùng này nó rơi vào khoảng mét mốt. Đấy. Vào khoảng mét mốt các bác nhá. Chiều ngang thì nó rơi vào khoảng 45 cm, chiều sâu khoảng 44 cm. Đấy. Và trọng lượng cân nặng của mỗi thùng này nó rơi vào khoảng trên dưới 40 kg. Đấy. Thùng gỗ vỏ ngoài bọc lỉ. Đấy. Với cái tình trạng độ đẹp của nó thì cặp loa này còn rất ok các bác nhá. Thùng vách thì còn tương đối là đẹp. Đấy. Thùng gỗ vỏ lỉ này. Và đây là cái thông số của loa này, JBL và model của sản phẩm là SF25, made in USA. Đấy. Thì đặc biệt dòng loa JBL mã SF25 thì họ thiết kế hai cổng jack kết nối vào bằng một cổng jack 6 ly và một cổng jack lưu trích. Đấy. Vâng, giá của cặp loa JBL hàng bãi xịn có mã là SF25. Với cấu hình được thiết kế 2 bát 40 kép trên một thân thùng và một mít ép kèn. Và cặp loa này còn zin nguyên bản bên em chào bán với cái giá là 18 triệu đồng. Và cái giá này thì vô cùng hợp lý cho các bác và anh em chơi những dòng loa Mỹ. À, 18 triệu đồng các bác nhé. Và 18 triệu đồng cho một cặp loa JBL SF25. À. Thì với cái chất âm của dòng loa này thì các bác biết rồi, tiếng bass của nó anh rất sâu mềm. Đấy. Tép này nghe của nó rất là lẩy nhá. Đấy, lời cao rất là bay. Đấy. Ok, 18 triệu đồng cho một cặp loa Mỹ. Các bác và anh em có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Vâng, điện tử Tám Hoa, địa chỉ tại Thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Thank you.